hân hạnh chào mừng tất cả quý vị đã tới với buổi quay số may mắn lần thứ 7 của chương trình khuyến mại quà tặng chuẩn Mỹ dành cho khách hàng đã mua hàng đến ngày 10 tháng 8 và kích hoạt bảo hành sản phẩm từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 2017. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt, không chỉ đối với những vị khách có mặt tại đây với chúng tôi ngày hôm nay, mà còn đối với tất cả các quý khách hàng đã đồng hành, tin tưởng và ủng hộ chương trình quà tặng chuẩn Mỹ trong suốt 3 tháng vừa qua. Đây là chương trình tri ân lớn dành cho khách hàng do công ty AO Smith Việt Nam tổ chức từ ngày 12 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2017 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,7 tỷ đồng và mang tới rất nhiều ưu đãi nhân đôi dành cho tất cả khách hàng. Ngoài việc nhận ngay được một bộ cốc thủy tinh cao cấp nhập khẩu từ châu Âu, thì khi mua hàng, các khách hàng còn có cơ hội nhận được những giải thưởng vô cùng giá trị thông qua chương trình quay số may mắn được chúng tôi tổ chức 2 tuần một lần. Trước khi bước vào vòng quay số lần cuối cùng, hãy cùng chúng tôi điểm lại những giải thưởng vô cùng giá trị của chương trình. Giải nhất của chương trình là một chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đỏ, xanh điệu trị giá 25 triệu đồng. Giải nhì là một máy lọc không khí AO Smith trị giá 18 triệu 600 ngàn đồng. Và giải ba của chương trình là một chiếc iPad 2017 trị giá 13 triệu 500 ngàn đồng. Như thường lệ thì đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của những vị khách mời hết sức đặc biệt, những người sẽ giúp cho AO Smith tìm ra chủ nhân của những giải thưởng vô cùng giá trị. Người đầu tiên, cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Thanh Mai, trưởng phòng kinh doanh phụ trách kênh siêu thị của AO Smith Việt Nam. Xin được hân hạnh giới thiệu ông Nguyễn Đình Thi, trưởng phòng chăm sóc khách hàng của AO Smith Việt Nam. Xin được hân hạnh giới thiệu ông Nguyễn Xuân Hải, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phú Tiến, nhà phân phối sản phẩm AO Smith tại Việt Nam. Và cuối cùng xin được hân hạnh giới thiệu những vị khách mời đặc biệt đến từ đại lý phân phối của AO Smith, đồng thời cũng là các khách hàng đang tin dùng các sản phẩm của AO Smith Việt Nam. Tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Hải và chị Hảo. Sau đây thì trước khi chúng ta bước vào phần rất là quan trọng, đó là phần quay số may mắn, thì xin mời hai chị sẽ bước lên phía trên này và chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi nhỏ về cảm xúc của các chị khi tới với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Đầu tiên thì em xin phép mời chị Hảo ạ. Vâng, xin chào chị Hảo. Trước tiên thì xin được cảm ơn chị đã dành thời gian và tham gia với buổi quay số may mắn lần thứ 7 của chúng tôi ngày hôm nay. Và đầu tiên thì xin mời chị có thể giới thiệu nhiều hơn với các khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta được không ạ? Xin kính chào tất cả mọi người ạ. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thị Hảo và hiện tại mình đang làm phó giám đốc của công ty cổ phần nội thất Tươi Mới. Xin chào chị. Đầu tiên thì chị có thể chia sẻ những cảm xúc của chị khi mà chị có lẽ cũng là người đã theo dõi các chương trình của AO Smith tổ chức các buổi quay số may mắn dành cho khách hàng đang tin dùng các sản phẩm của công ty. Vậy thì chị có cảm nhận như thế nào về chuỗi chương trình của công ty ạ? Nếu mình phải nói về cái chuỗi chương trình của công ty thì hiện tại là mình đang thấy là cái phản hồi của khách hàng đang thấy cái chương trình này thực sự là rất là thú vị và dành được rất nhiều sự quan tâm. Vâng, và được biết chị cũng đang là một khách hàng sử dụng sản phẩm của AO Smith, thì không biết rằng là chị đã sử dụng sản phẩm được bao lâu và sau một quãng thời gian sử dụng, chị có thể chia sẻ trải nghiệm của mình với các khách hàng đang theo dõi chương trình không ạ? Hiện tại là gia đình nhà mình cũng đang sử dụng cái dòng sản phẩm đấy là 75AS2, thì đây là một cái dòng sản phẩm mà cũng khá là thông minh và mình cảm thấy thực sự là hài lòng. Vâng, xin cảm ơn chị và hy vọng rằng là trong tương lai thì chị sẽ tiếp tục sử tin dùng các sản phẩm khác của AO Smith nữa. Và xin mời chị sẽ quay trở lại vị trí chỗ ngồi và sẵn sàng để tham gia vào phần quay số may mắn ngày hôm nay. Vâng, và tiếp theo xin được mời chị Hải sẽ tiếp tục bước lên phía trên này và chúng ta sẽ tiếp tục có một cuộc trao đổi nữa. Vâng ạ, xin chào chị ạ. Và đầu tiên thì chị có thể gửi một lời chào tới các khách hàng đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng như là giới thiệu về bản thân được không ạ? Dạ, xin chào tất cả quý khách thân yêu của AO Smith ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chị Hải đã tham gia với chương trình quay số may mắn của AO Smith ngày hôm nay. Và được biết rằng là ngày hôm nay thì chị sẽ là một trong những người hết sức là quan trọng chọn ra khách hàng sẽ nhận được giải thưởng quan trọng nhất của chương trình, đó là một chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ trị giá lên tới 25 triệu đồng. Vậy thì lúc này đây, cảm xúc của chị như thế nào? Mình rất là tự hào và cũng hồi hộp, không biết là sẽ người nào sẽ là người chủ nhân của chiếc iPhone nhé. Cũng đồng cảm xúc với chị, có lẽ tất cả các vị khách mời có mặt với chúng ta ngày hôm nay thì đều rất là hồi hộp chờ đợi tới phần quay số may mắn và rất là mong muốn là có thể mang tới niềm vui tới với các khách hàng đã tin dùng các sản phẩm của AO Smith.
À, và bản thân chị là một đại lý cũng đã phân phối các sản phẩm của Aerosmith cũng như là sử dụng sản phẩm của Aerosmith. Chị có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình được không ạ? Mình cũng đã kinh doanh mặt hàng là tất cả những sản phẩm về xây dựng thì nó có cái phần lọc nước cũng đã được mình biết. Thì mình thấy là cái sản phẩm của Aerosmith ấy thì rất là gọn, dễ lắp đặt và sử dụng vô cùng tiện lợi. Nói chung rất nhiều tính ưu việt hơn một số sản phẩm cùng là máy lọc nước thì Aerosmith có rất nhiều cái hay hơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Và bây giờ chúng ta sẽ không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa. Xin mời chị sẽ quay trở lại về vị trí chỗ ngồi và sẵn sàng để chúng ta bước vào phần quay số may mắn ngày hôm nay ạ. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần hồi hộp và đáng để chờ đợi nhất trong ngày hôm nay. Đó chính là phần quay số may mắn. Và ở lượt quay đầu tiên thì tôi xin phép được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Thi sẽ quay con số may mắn để tìm ra giải 3 của chương trình. Một chiếc máy tính bảng iPad 2017 trị giá 13.500.000 đồng. Xin mời ông. Vâng, vị khách may mắn đầu tiên của buổi quay số may mắn ngày hôm nay, tôi xin được gửi lời chúc mừng tới chú Khả tới từ thành phố Hồ Chí Minh với mã số khách hàng của chú là ZFBR16121501126. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng chú Khả. Vâng, và hy vọng rằng là với sản phẩm này thì sẽ giúp ích cho chú rất là nhiều trong cuộc sống và cũng như đồng hành cùng với các sản phẩm của Aerosmith thì sẽ tiếp tục được chú tin dùng sử dụng trong tương lai. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm chủ nhân nhận được giải thưởng là một chiếc máy lọc không khí của Aerosmith trị giá 18.600.000 đồng. Và vị khách mời sẽ giúp được chúng ta tìm ra khách hàng may mắn này sẽ là chị Hảo. Xin mời chị. Vâng, xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho chị Nguyễn Thị Minh đến từ Hà Nội với mã số khách hàng của chị là ZFBR17051101444. Chị đã trở thành chủ nhân của chiếc máy lọc không khí của Aerosmith trị giá 18.600.000 đồng. Một lần nữa xin cảm ơn chị đã tin tưởng và đồng hành cùng Aerosmith trong thời gian vừa qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là chỉ còn một lượt quay số may mắn lần cuối cùng nữa thôi thì hành trình mang niềm vui và nụ cười tới các khách hàng của chương trình khuyến mại quà tặng chuẩn Mỹ sẽ chính thức khép lại. Và chúng ta sẽ cùng nhau ngay bây giờ hãy cùng hướng lên phía màn hình và theo dõi một đoạn clip ngắn của chúng tôi đã ghi lại cảm xúc của các vị khách hàng khi trúng thưởng các chương trình của chương trình khuyến mại quà tặng chuẩn Mỹ. Chính là những gì mà Aerosmith rất mong muốn mang tới với tất cả khách hàng của mình. Và trước khi chúng ta cùng nhau bước vào lượt quay số may mắn lần cuối cùng để có thể tìm ra khách hàng nhận được phần thưởng giá trị nhất của chúng tôi thì ngay bây giờ tôi xin được phép trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Thi, trưởng phòng chăm sóc khách hàng sẽ đại diện cho công ty Aerosmith Việt Nam có đôi lời chia sẻ với chúng ta trong buổi quay số may mắn ngày hôm nay. Xin mời ông. Xin kính chào tất cả toàn thể quý vị. Trước tiên cho phép tôi thay mặt công ty Aerosmith xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý đối tác phân phối, những khách hàng đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt khoảng thời gian qua. Được sự ủng hộ nhiệt thành từ quý vị, toàn thể Aerosmith Việt Nam đã nỗ lực hết mình để có thể cung cấp tới quý khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt, dịch vụ tốt. Và chúng tôi mong rằng trong thời gian tới
quý khách hàng sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành với chúng tôi. Và cuối cùng, cho phép tôi gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn MV và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì Aerosmith Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều chương trình hơn nữa để mang tới nhiều niềm vui và những nụ cười cho khách hàng đã tin dùng các sản phẩm của mình. Và bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần quay số may mắn lần cuối cùng để có thể tìm ra vị khách hàng sẽ nhận được giải thưởng giá trị nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Đó là một chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ trị giá 25 triệu đồng. Và người sẽ giúp cho chúng ta tìm ra vị khách hàng may mắn này, tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Hải sẽ bấm chiếc điều khiển của chúng ta để có thể tìm ra vị khách hàng may mắn ngày hôm nay. Xin mời chị. Vâng, xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho chị Quách Thị Nhị Hà tới từ Hà Nội với mã số khách hàng của chị là ZFBR1706130331. Xin chúc mừng chị đã trở thành chủ nhân của giải thưởng lớn nhất của chương trình, đó là một chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ trị giá 25 triệu đồng. Xin một tràng pháo tay để chị ạ. Một lần nữa xin cảm ơn chị đã chương trình sử dụng các sản phẩm của Aerosmith Việt Nam và đặc biệt là đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình khuyến mại quà tặng chuẩn Mỹ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành xác nhận lại kết quả của chương trình quay số may mắn ngày hôm nay. Xin mời thư ký chương trình. Vâng thưa quý vị, và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng nhau hướng lên màn hình và nhìn lại danh sách của ba vị khách hàng may mắn đã nhận được những giải thưởng vô cùng giá trị của Aerosmith trong chương trình khuyến mại quà tặng chuẩn Mỹ buổi quay số may mắn lần thứ 7 ngày 18 tháng 8 năm 2017. Giải ba của chương trình, tôi xin được trân trọng gửi lời chúc mừng tới chú Khả tới từ thành phố Hồ Chí Minh đã giành được giải thưởng, đó là một chiếc iPad 2017 trị giá 13 triệu 500 ngàn đồng. Ở giải nhì của chương trình, xin được gửi lời chúc mừng tới chị Nguyễn Diệu Linh tới từ Hà Nội với sản phẩm mà chị đã nhận được, đó là một chiếc máy lọc không khí của Aerosmith trị giá 18 triệu 600 ngàn đồng. Và giải nhất đã được dành cho người rất may mắn trong ngày hôm nay, đó chính là chị Khuất Thị Nhị Hà tới từ Hà Nội với sản phẩm của chị, đó là một chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ trị giá 25 triệu đồng. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta cùng nhau dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho các vị khách hàng may mắn đã nhận được những giải thưởng của Aerosmith ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, kết quả của chương trình sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên website www.aerosmith.com.vn và chương trình cũng sẽ được chúng tôi phát lại trên kênh YouTube của Aerosmith Việt Nam. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Aerosmith cũng sẽ gọi điện và gửi lời chúc mừng tới các vị khách hàng may mắn đã nhận được những giải thưởng của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các quý vị khách mời cũng như các khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của Aerosmith trong thời gian vừa qua. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau trong các chương trình tiếp theo của Aerosmith Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn.